tình hình cháy nổ có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ thiệt hại, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, trật tự, an toàn xã hội và môi trường. Điều đáng nói, Việt Nam cũng như phần lớn các quốc gia trong khu vực ASEAN lại thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề hỏa hoạn ở đô thị. Tại các đô thị lớn, nguy cơ cháy nổ đã trở thành nỗi ám ảnh đối với các công tác quản lý và cuộc sống của người dân. Nguyên nhân phần lớn là do sơ suất, bất cẩn trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn điện dẫn đến hỏa hoạn. Những chung cư, nhà cao tầng cũ được ví như những quả bom nổ chậm. Khi mà nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, đối với các khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng, rủi ro thành thảm họa khi cháy toàn bộ. Bên cạnh đó, cháy khu dân cư nếu không được dập tắt kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Các khu vực này tồn tại đan xen nhiều kiến trúc xây dựng khác nhau và quy hoạch xây dựng không đồng bộ, nhà dân xen kẽ với các khu dịch vụ thương mại nên số lượng, chủng loại chất cháy rất đa dạng. Trong đó có nhiều chất dễ cháy như ga, bông, vải sợi, ni lông, giấy, hóa chất. Đặc biệt, đối với các khu có mật độ dân cư cao, tồn tại nhiều nhà và công trình cổ, cũ, giao thông nhỏ hẹp. Như các khu phố cổ, khu nội đô lịch sử là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, sập đổ công trình và rất khó cứu hỏa. Đặc biệt, những sự cố cháy nổ hầu hết đều gây ô nhiễm môi trường do các chất độc hại khuếch tán vào không khí hoặc nguồn nước, sau đó thẩm thấu vào đất, gây nguy hại tới sinh vật và con người trực tiếp hoặc lâu dài.